chàng không chân bị đồn đoán có nhiều tiền nên mới cưới được vợ đẹp. Những ngày qua, câu chuyện về tình yêu lãng mạn của chàng trai không chân Tô Đình Khánh, 30 tuổi sống tại thành phố Hồ Chí Minh, với cô gái tên Thương 26 tuổi quê Bình Định được chia sẻ liên tục trên fanpage độc lạ Bình Dương, khiến cho dân tình vô cùng ngưỡng mộ. Dù cả hai chỉ mới quen biết nhau, yêu nhau chỉ vỏn vẹn 5 tháng nhưng đã quyết định sẽ lấy nhau, gắn bó với nhau trọn đời bằng một đám cưới. Trước quyết định lấy nhau và tổ chức đám cưới, cặp đôi đã nhận được rất nhiều hoài nghi từ người đời, rất nhiều bình luận ác ý dành cho cả hai xuất hiện. Nhiều người cho rằng anh chàng không chân rất nhiều tiền nên mới cưới được cô vợ xinh đẹp như vậy, hay câu chuyện vì tiền nên chị Thương mới lấy anh Khánh. Những luồng ý kiến trái chiều xuất hiện ngày càng nhiều. Mới đây, trên fanpage độc lạ Bình Dương đã đăng tải một clip với dòng tiêu đề Khánh không chân giàu cỡ nào, sao cưới được người đẹp. Đoạn clip tạo ra nhằm có thể giải đáp thắc mắc của rất nhiều người, dẹp bỏ những ồn ào xoay quanh đám cưới của cặp đôi để cho cả hai có thể thoải mái, tránh những ý kiến tiêu cực vây quanh khi về chung một nhà với nhau. Theo như đoạn clip chia sẻ, Khánh từng là người đàn ông rất lành lặn và bình thường, nhưng do bị mắc bệnh lạ, phải bỏ đi đôi chân để có thể sống tiếp. Lúc đó Khánh nghĩ mình không thể sống nữa, mọi thứ khó khăn, người yêu cũ lúc đó cũng bỏ đi vì không đủ dũng khí chấp nhận anh chàng. Dù vậy, anh vẫn cố gắng trọn vẹn cuộc đời như bao người. Sau sự cố đó, anh chàng thấy rằng bản thân sống là hạnh phúc. Khánh liên tục tập luyện thể dục thể thao, livestream bán hàng để kiếm tiền lo cho bản thân và gia đình. Khánh dần chấp nhận yêu thương cơ thể của mình. Chàng không chân dành nhiều thời gian giúp đỡ cho mọi người, thực hiện công tác thiện nguyện giúp đỡ mảnh đời thiếu may mắn hơn mình. Bước chuyển cuộc đời anh chàng không chân là khi chị Thương xuất hiện. Hai người thường xuyên nhắn tin tâm sự mọi chuyện với nhau. Đến tháng 5 2022, chị Thương đã thu xếp một công việc từ Nhật về Việt Nam để gặp chàng trai không chân. Sau một thời gian tìm hiểu, cả hai quyết định cưới nhau. Không chỉ yêu anh chàng Khánh, cô gái còn biết cách làm cho gia đình của mình thấy rõ Khánh là chàng trai yêu đời, chân thành, chịu khó làm ăn. Ở bên cạnh như vậy, cảm thấy người ta thấu hiểu được mình. Mình cảm thấy an toàn, không phải vất vả suy nghĩ về những điều mệt mỏi trong cuộc sống. Trái tim của mình được nhẹ nhàng, chị Thương từng tâm sự nói về Khánh. Nhớ về những ngày tháng mới yêu, chị Thương cho biết rất nhiều người từng bảo mình sẽ sớm rời đi. Thế nhưng từ sâu bên trong trái tim mình, cô gái này biết anh Khánh dù trải qua nhiều khó khăn, nhưng vẫn luôn sống nỗ lực và cố gắng để trở thành phiên bản tốt nhất. Do đó chị biết anh xứng đáng có được hạnh phúc. Và càng tin tưởng đây sẽ là người chồng tốt, có thể bao dung và yêu thương chị trọn đời. Trước đó anh Khánh cũng từng lên tiếng khi nhiều người vô tư bình luận ác ý với chị Thương, cho rằng cô gái xinh đẹp này đến với anh Khánh chỉ vì tiền, không ồn ào, cũng không bực mình bức xúc. Anh chàng đã lên tiếng đi bảo vệ, đồng thời thể hiện sự trân trọng chị Thương bằng một câu nói ngắn gọn. Trên chính bài đăng của mình, nhiều người nghĩ cô gái ấy đến vì tiền, nhưng mà mình làm gì có nhiều tiền đâu, mình chỉ có một tình yêu chân thành dành cho cô ấy thôi. Vừa qua, đám cưới cổ tích của anh Khánh và chị Thương đã diễn ra trước sự chứng kiến của 400 khách mời. Có thể nói, đây là một cái kết có hậu, là món quà vô giá nhờ định mệnh xe duyên.